Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân, công ty cổ phần Bosops. Trong clip ngày hôm trước thì tôi có hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp lập trình bằng ngôn ngữ C# kết hợp với cả thư viện AdInAtool để chúng ta có thể tạo ra cái hàm trả về mảng động trong Excel. Thì với phương pháp lập trình đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ phải lập trình với rất ít dòng code, chủ yếu là chúng ta tập trung vào xây dựng cái mảng chúng ta trả về cái gì theo thuật toán chúng ta. Còn về kiến trúc về hàm mảng, AdInAtool đã cung cấp cho chúng ta và chúng ta chỉ cần khai báo hai thư viện, đó là BS Formula Array và BS Info, để chúng ta có thể là tạo ra cái hàm trả về mảng động. Thì sau khi làm xong thì chúng ta đã có cái hàm chạy như trên Excel, chúng ta nhìn đây. Đấy, các bạn thấy có thể thay đổi, có thể tạo ra một hàm để trả về mảng các phần tử được tách ra, như các bạn thấy. Đấy, các bạn nhìn để ý nó sẽ co giãn cho chúng ta A B C, đó, thấy tính co giãn. Cũng như vậy, một cách đơn giản là chúng ta có thể tạo ra một hàm trả về cái, chúng ta có thể tạo ra một hàm như là hàm get SQL, nó chạy giống như hàm BS SQL của AdInAtool, để có thể là dùng cái ngôn ngữ SQL đó, lọc dữ liệu cho một bảng đã có, rất là hay, đúng không ạ? Đó, và cơ chế này là cơ chế co giãn nhưng mà có insert, cho nên chúng ta tùy ý tạo footer ở phía dưới. Đây chính là điểm khác biệt so với cả Excel 365 Insight. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng cái ngôn ngữ lập trình VB.net. Hy vọng rằng là những cái bạn mà đang lập trình ngôn ngữ VB hay là biết ngôn ngữ VB.net, chúng ta sẽ có cách tiếp cận với cả AdInAtool một cách đơn giản nhất. Để cài đặt AdInAtool, đầu tiên chúng ta hãy vào trang web atoolpro.com. Trong đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái trang giới thiệu về sản phẩm AdInAtool và chúng ta hãy vào mục Download. Trong mục Download này thì chúng ta có được lựa chọn hai dòng phiên bản, đó là phiên bản Pro và phiên bản Free. Free thì chúng ta không phải trả phí nhưng mà dùng có giới hạn về số dòng. Đấy, Pro thì tùy theo cái license. Và chúng ta hãy nhớ là có hai loại là 32bit và 64bit. AdInAtool 32bit để chúng ta cài cho Excel 32bit và AdInAtool 64bit để chúng ta cài cho Excel 64bit. Đấy, chúng ta hãy nhớ điều này. Hoặc là chúng ta có thể vào trang web bluesoft.net. Trong đây thì chúng ta vào mục AdInAtool, rồi chúng ta vào phần Download. Sau khi tải về thì chúng ta tiến hành cài đặt. Ok, như vậy là công việc cài đặt AdInAtool đầu tiên là chúng ta cần phải làm như vậy. Ngôn ngữ lập trình bây giờ chúng ta lựa chọn phần là VB.net, Visual Basic. Ok, nền tảng chúng ta lập trình đó là Windows, kiểu ứng dụng đó là Library. Sau đó các bạn chọn cho tôi cái phần đó là Class Library. Đây, chúng ta chọn cái mục là Class Library.net Framework. Chúng ta chọn Next. Project Name là chúng ta đặt tên của DLL. Tôi đặt tên là My Array Functions VB. Tôi sẽ lưu vào trong cái folder. Ok. Framework là tôi chọn là 4.0. Chọn Create. Tên class chúng ta có thể đổi thành như sau. Đó là My Array Lib. Đầu tiên chúng ta phải reference tới cái thư viện AdInAtool DLL. Chúng ta nhìn bên cửa sổ bên phải, nơi mà có tên của project đó là My Array Function VB. Có cái nhánh có tên là reference. Chúng ta nhấp chuột phải, chọn Add Reference. Đầu tiên bên cửa sổ bên trái là chúng ta phải chọn vào cái mục com. Khi chọn mục com thì chúng ta nhìn sang bên phải và chúng ta chọn tới AdInAtool. Rồi, ta chọn OK. Bây giờ chúng ta cần phải import cho tôi. Import AdInAtool. Tiếp theo, chúng ta cần phải import System Runtime Interrupt Service. Để lập trình với AdInAtool thì chúng ta nên tham khảo về cái tài liệu hướng dẫn của AdInAtool. Khi cài đặt AdInAtool thì chúng ta vào ổ C,
có một cái thư mục đó là iTunes. Chúng ta vào Document thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái file PDF hướng dẫn ở đây. Trong tài liệu này đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách thức để làm việc với hàm mảng. Tài liệu này hướng dẫn bằng ngôn ngữ VBA là nhúng sinetool.dll đó và reference đây thì trong .NET chúng ta vừa làm rồi. Còn phần kiến trúc của nó, ta quay xuống dưới này. Chúng ta sử dụng cái thư viện có tên là BF Formula Array và BF Function. Trong BF Formula Array thì chúng ta chú ý có những cái hàm như là fBegin thì chúng ta chú ý ở dưới đây. Ở đây thì chúng tôi có hướng dẫn cho các bạn là begin là gì, s là gì, result là gì, và chúng ta sẽ sử dụng ba cái thành phần quan trọng này để tạo ra hàm mảng. Ví dụ trong tài liệu này thì có mô tả theo ngôn ngữ VBA rất đơn giản thôi. Phần đầu tiên là chúng ta khai báo một hai cái biến đối tượng kiểu thư viện BF Formula Array và BF Formula Info. Sau đó chúng ta sử dụng một cấu trúc if dạy nhánh, đó là nếu như fa.begin thì chúng ta sẽ tạo ra mảng trong nhánh này, trường hợp khác thì chúng ta trả về cái thuộc tính đó là result. Kết thúc hàm chúng ta giải phóng bộ nhớ đó set nó bằng nothing. Ok, bây giờ chúng ta cần tạo ra hàm sau. Topic, tên hàm đó là my split, tham số của hàm by van take kiểu swing, tham số thứ hai của optional by van delimiter kiểu swing và giá trị ngầm định của nó. Ok, hàm này trả về kiểu variant thì trong .NET chúng ta mô tả kiểu object. Xin lỗi, public function. Hàm này trả về kiểu object, nó tương đương với cả variant trong VBA. Ok, bắt đầu chúng ta khởi tạo hai biến quan trọng dim fa s new bs formula in array. Biến thứ hai dim fi s new bs formula info. Sau đó chúng ta sử dụng cấu trúc try final để giải phóng bộ nhớ. Try f tab. Ok, trong cái nhánh final là phần kết thúc thì chúng ta giải phóng bộ nhớ bằng cách là fa bằng nothing. Fi bằng nothing. Trong khối try này chúng ta sử dụng cấu trúc về if nếu như fa.begin thì ok, chúng ta dùng if else tạo mảng 2D array 2D. Mảng này gồm có hai chiều, chiều thứ nhất đó là số dòng thì chính là len trừ 1, chiều thứ hai là cột này tính từ 0. Ok, mỗi phần tử này có kiểu là object tương đương với kiểu variant bên VBA. Chúng ta hãy sử dụng một vòng lặp để nhặt các giá trị từng phần tử một ở cái mảng một chiều là array sang mảng hai chiều là array 2D. Dùng for i s long chạy từ 0 cho tới len trừ 1. Ok, ta gắn array 2D phần tử thứ i 0 sẽ bằng array phần tử thứ i. Như vậy là việc mà chúng ta gắn mảng đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đặt thuộc tính cho hàm fi.functionName bằng, và chúng ta đưa vào cái tên hàm. Tiếp theo fi.insert bằng true để chúng ta tạo cái tính co giãn. Mục đích ở đây đó là visa. Chúng ta cần phải return fa.s. Hàm s này là chúng ta nạp vào hai phần tử. Phần tử thứ nhất là chúng ta đưa vào cái biến kiểu formula info, đó chính là fi. Đối số thứ hai là chúng ta đưa vào cái giá trị mà chúng ta cần trả về, đó chính là array 2D. Array 2D. Ok, nhánh L
Nhánh eo của begin thì chúng ta cũng return. Return fa.visa. Ok. Phần lập trình hàm mảng này ta thấy rằng là giống hệt bên C# cũng như là giống rất giống ngôn ngữ về VB mà chúng ta đã tìm hiểu. Đây, ta thấy đây là ngôn ngữ VBA. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta biên dịch. Nhấp chuột phải, chọn build. Ok, đã biên dịch thành công. Nhưng bây giờ để kết nối cái hàm mà chúng ta xây dựng đây là bên ngôn ngữ .NET mà chúng ta sử dụng bên ngôn ngữ VBA thì chúng ta cần phải thiết lập các vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta hãy vào project, chọn properties và phần compile. Chúng ta hãy nhìn phía xuống phía dưới. Chúng ta tích cho tôi vào cái phần là register for com interrupt. Tiếp theo ở cái class là my arraylib chúng ta cần phải khai báo định nghĩa nó về interface. Chúng ta khai báo sau ngoặc vuông class interface. Ok, trong đây chúng ta sử dụng cái tham số có tên là class interface type auto dual. Sau đó chúng ta cần phải gán cái giá trị value cho nó. Chúng ta vào menu tools, chọn create guide. Trong phần này chúng ta không có ngôn ngữ C# thì chúng ta chọn mục thứ 5 đó là ngoặc vuông guide. Trong ngôn ngữ VB.NET chúng ta chọn mục thứ 6 đó là ngoặc nhọn guide. Chọn new guide, copy, đóng lại và chúng ta Ctrl V vào đây. Như vậy là chúng ta đã tạo được cái khai báo interface cho nó. Ok, bây giờ chúng ta tiến hành biên dịch. Đã thành công. Chúng ta hãy kiểm tra bin folder. Bin debug. Ok, chúng ta đã thấy là nó biên dịch cho chúng ta hai cái file quan trọng đó là myArrayFunction.dll, myArrayFunction.tlb. Bây giờ trong Excel chúng ta tiến hành nhúng thư viện như sau. Vào môi trường lập trình VBA, chúng ta tạo cho tôi một module. Ok, đầu tiên là chúng ta hãy vào Tools, chúng ta Reference, Browse. Chỉ vào cái file mà chúng ta đã biên dịch vb.net myArrayFunction.vb bin debug và chúng ta chọn tới cái file là myArrayFunction.tlb open. Ok. Rồi. Và chúng ta hãy kiểm tra xem là cái cấu trúc trong đó nó đã chứa cái hàm chưa. Chúng ta đã thấy có một hàm là MySplit. MySplit đã có trong thành phần class là MyArrayLib. Ok. Bây giờ chúng ta tiến hành mô tả tên hàm như sau. Function MySplit tham số. Bằng hàm này trả về variant. Ok, chúng ta tiến hành khai báo biến đối tượng l kiểu my arraylib. Đây chính là class name. Sau đó chúng ta cần phải gán hàm bằng l chấm. Chúng ta gọi cái hàm trong thư viện ra MySplit. Chúng ta đưa vào các tham số text delimiter. Ok, cuối cùng chúng ta giải phóng bộ nhớ set l bằng nothing. Đây chính là ngôn ngữ VBA. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem. Bắt đầu tôi đặt hàm bằng MySplit. Ok, tham số thứ nhất là chúng ta đưa vào cái chuỗi mà chúng ta sẽ cần phân tách thành mảng. Tham số thứ hai chúng ta đưa vào cái dấu nháy, dấu phẩy để làm ký tự ngăn cách. Ok, bây giờ enter. Tuyệt vời, như vậy là đã thành công.
hàm đã tự động tạo ra thành mảng. Bây giờ tôi dùng hàm Excel để đo này. Cao ta. Bây giờ tôi thay đổi cái chuỗi trên đây. Bỏ một hai ba đi. Ok, ta thấy co giãn chưa? Đấy, số từ là 5. Đấy. Tuần. Tuần. Thỉnh. Linh. Phòng. Enter. Ok. Đấy. Bỏ ABC đi. Co giãn. Ok. Đấy. Như vậy ta thấy rằng là hàm co giãn, hàm tạo ra thuộc tính co giãn, và ở dưới hàm chúng ta có thể mô tả bất kỳ cái gì chúng ta muốn. Chúng ta có thể mô tả bất kỳ gì chúng ta muốn. Ok. Như vậy là phần chúng ta lập trình bằng ngôn ngữ VB.NET với hàm MyScript chỉ đơn giản là như vậy. Chúng ta đã tạo ra hàm có tính co giãn và nó sẽ chạy trên mọi phiên bản của Excel. Tiếp theo, tôi sẽ làm một ví dụ thứ hai. Chúng ta tạo ra một hàm để chạy SQL. Bây giờ chúng ta copy toàn bộ phần này. Ctrl C. Xuống đây. Ctrl V. Hàm này tôi đặt tên đó là Get SQL. Tham số đầu tiên đó là SQL. Tham số thứ hai optional. Là tên là options kiểu chuỗi và bằng nháy nháy. Hàm này cũng trả về kiểu variant tôi để object. Ok. Tất cả cấu trúc giống hệt nhau. Nó chỉ khác nhau ở cái thành phần begin mà thôi. Đối với trường hợp mà chúng ta thực hiện ngôn ngữ SQL trong hàm mảng thì chúng ta chỉ cần khai báo với tôi như sau. Function name thì chính là tên hàm mà chúng ta cần làm. Ok. Ok. Tiếp theo FI. Hàm này có nhận tiện dòng tiêu đề không? Đó là header bằng true. Nhận dòng tiêu đề đấy. Ok. Và chúng ta hãy chú ý, tham số đầu tiên của hàm F đó là FI. Tham số thứ hai bây giờ không phải là ADHD nữa, mà nó chính là chuỗi khai báo SQL. Chuỗi khai báo SQL. À, và chuỗi khai báo SQL này được thực hiện thông qua cái tham số options. Cho nên chúng ta cần phải làm một cái việc đó là gán FI.options. Option string bằng options. Rất quan trọng. Để từ đó chúng ta có thể sử dụng các DBK và các thuộc tính khác. Ok. Như vậy hàm mảng thực hiện ngôn ngữ SQL chỉ đơn giản là như vậy. Bây giờ chúng ta biên dịch lại. Ok. Bây giờ chúng ta khai báo tên hàm function get sql tham số đầu tiên bài ba sql string tham số thứ hai string bằng ngày làm trả về variant phần đầu tiên. Ok. In the S new my array get SQL bằng L chấm ta gọi hàm get SQL đưa vào chuỗi SQL tham số options. Ok. Rồi giải phóng bộ nhớ bằng nothing xong view lại. Ok. Bây giờ trên Excel chúng ta tiến hành một công thức đó là bằng get SQL. Rồi chúng ta đưa vào câu lệnh như là select sound from core. Ok. Tham số thứ hai chúng ta đưa vào cái db key bằng mdb đó hoặc là enter. Ok, tuyệt vời. Như vậy là chỉ cần gõ một câu lệnh SQL với DBKey là nó đã truy vấn cho chúng ta dữ liệu ở một file đóng
Tại sao có DBKey kiểu MDB là do trong Manage Tool tôi đã nạp cái DBKey này tới một cái file cơ sở dữ liệu asset MDB. Đấy. DBKey là MDB và nó trỏ tới cái đường dẫn của một cơ sở dữ liệu MDB. Trong cơ sở dữ liệu này có một cái table có tên là kho, cho nên chúng ta có thể sử dụng công thức là select cell from kho DBKey bằng MDB và nó chạy. Đấy, rất tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ dùng cái công thức này để lọc theo cái điều kiện tại ô I2, đó là mã khách hàng bằng ô I2. Ta sửa công thức như sau. Điều kiện where ma kh bằng ô I2, đóng ngoặc lại, Ctrl Shift Enter. Ok, đã lọc rồi. Bây giờ tôi sẽ tính tổng ở dòng này bằng sum. Chúng ta hãy kéo từ dòng tiêu đề xuống, thừa ra một ô, Enter. Ok, tôi ghi là. Bây giờ các bạn hãy xem, khi mà tôi thay đổi giá trị ô I2 thì cái công thức này sẽ tự động cập nhật lại. Lọc theo KH001, Enter. Ok, KH002, Enter. KH04, Enter. Được rồi, như vậy là tôi thấy rằng là cái cách thức chạy của cái hàm get SQL nó cũng giống với cách thức chạy cái hàm BS SQL của EditTool mà thôi. Select cell from core DBT bằng MDB, Enter. Đó, ta thấy là chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những hàm mà chạy giống như EditTool thông qua cái phương pháp lập trình đúng. Như vậy các bạn có thể thấy cái lợi ích khi mà chúng ta lập trình bằng các ngôn ngữ như là Delphi, VBA, VB.net hay là C#, chúng ta đều có thể nhúng tới cái thư viện của EditTool, nhúng tới thư viện của EditTool. Và khi nhúng vào rồi, chúng ta sử dụng nó thông qua những cái class mà EditTool cung cấp và chúng ta có thể lập trình theo cấu trúc mà trong tài liệu lập trình mà chúng tôi đã công bố, thì chúng ta đã tạo ra những hàm với sức mạnh rất là cao và dòng code rất là ngắn. Chúng ta chỉ cần tập trung vào cái nội dung mà chúng ta cần gì mà thôi. Còn kiến trúc khác, EditTool đã làm hết tất cả cho chúng ta và chúng ta sẽ nhanh chóng có được một cái sản phẩm theo ý muốn riêng của mình. Đó. Clip chia sẻ của tôi hôm nay về phương pháp lập trình VB.net để tạo ra hàm bảng cùng với thư viện EditTool đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.